Em gái BTS Kim Garam chính thức bị đuổi khỏi Lee Seraphim. Sau nhiều lần phủ nhận và hết sức bảo vệ, HYBE thông báo rằng họ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Kim Garam, tân binh vừa debut trong nhóm nhạc Lee Seraphim. Ngày 20 tháng 7, Source Music, công ty con của HYBE, chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với thành viên Kim Garam. Kim Garam là thành viên của nhóm nhạc Lee Seraphim. Chúng tôi muốn cung cấp thông tin về thành viên Kim Garam và kế hoạch cho các hoạt động tương lai của Lee Seraphim. Công ty quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Kim Garam. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và những người đã thể hiện tình yêu, sự ủng hộ với nhóm. Source Music thông báo. Công ty cho biết Lee Seraphim tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm nhạc 5 thành viên. Chúng tôi không tiếc công sức để hỗ trợ nhóm phát triển hơn thông qua âm nhạc và màn trình diễn. Kim Garam sinh năm 2005, là thành viên của nhóm nhạc Lee Seraphim. Ngay từ trước khi ra mắt, Kim Garam đã bị tố bạo lực học đường. Ngày 15 tháng 5, tài liệu chính thức của Ủy ban Bạo lực học đường do trường học thành lập lan truyền trên mạng xã hội. Tài liệu cho thấy, một ủy ban được thành lập để giải quyết trường hợp bạo lực học đường do học sinh có tên Kim Garam gây ra. Theo tài liệu, thủ phạm phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật. Tài liệu cũng nêu rõ mức trừng phạt đối với Kim Garam nằm ở cấp độ nghiêm trọng là 5. Và ngày sau, người được cho là nạn nhân đã đưa ra tuyên bố chính thức thông qua một công ty luật. Người này khẳng định tài liệu nói trên là thật. HYBE sau đó cũng thừa nhận tài liệu nhưng vẫn khẳng định Kim Garam bị buộc tội sai. Theo HYBE, Kim Garam vì bên vực bạn học bị chụp lén nên có mâu thuẫn với người tố cáo. Tuy nhiên hai bên chỉ cãi cọ chứ không động chạm vào nhau. Sau đó người tố cáo chuyển trường, còn Kim Garam bị xử phạt. Nữ ca sĩ tạm dừng hoạt động kể từ ngày 20 tháng 5. Khi đó, Korea Chamandali gọi đây là vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử K-pop. Thần tượng K-pop vốn được biết đến không chỉ nổi trội về ngoại hình, tài năng, mà còn được xây dựng với hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thành viên nhóm nhạc K-pop không còn là những hình mẫu đối với người hâm mộ bởi những scandal tai tiếng. Một số thần tượng còn khiến người hâm mộ phẫn nộ lên án, thậm chí yêu cầu thành viên đó rời nhóm. Những thần tượng này thường bị buộc phải tạm ngừng hoạt động hoặc trong trường hợp xấu nhất là thực sự rời khỏi nhóm nhạc. Ngoài Kim Garam, trước đó nhiều idol K-pop đã từng khiến người hâm mộ thất vọng đến mức và yêu cầu rời nhóm. Jen EXO. Jen, thành viên nhóm nhạc nam đình đám EXO từng gây sốc cho người hâm mộ khi bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái là người ngoài ngành vào năm 2020. Thời điểm đó, bạn gái Jen đang mang bầu, vì thế thông tin kết hôn gây ra những phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số người hâm mộ lên tiếng ủng hộ, nhưng những người khác bày tỏ sự tức giận. Người hâm mộ không chỉ đưa ra một tuyên bố yêu cầu Jen xin lỗi, họ thậm chí còn biểu tình bên ngoài trung tâm SM Coes Artium ở Seoul yêu cầu anh rời nhóm. Mặc dù Jen đã nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào cuối năm đó, nhưng sự thất vọng của người hâm mộ càng nhiều thêm khi nam ca sĩ thông báo đón con thứ hai chào đời vào đầu năm 2022. Jen đã không tham gia bất kỳ hoạt động lớn nào của EXO kể từ đó. Điều này chủ yếu là do việc nhập ngũ, nhưng vị trí của anh trong nhóm đến thời điểm này vẫn chưa rõ ràng. Lucas NCT. Sự giận dữ của người hâm mộ trước các vụ bê bối của thần tượng tiếp tục khi vào tháng 8 năm 2021, Lucas bị một số người bạn gái cũ cáo buộc đã lừa dối ngoại tình và thậm chí quỵt tiền của họ. Sau khi bị tố bắt cá nhiều tay, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ nói xấu đồng nghiệp, Lucas NCT lên tiếng xin lỗi và tuyên bố tạm ngừng hoạt động để dành thời gian suy ngẫm về hành động của mình không lâu sau đó. Những người hâm mộ tức giận đã nhanh chóng lên mạng xã hội để yêu cầu anh rời nhóm. Họ thúc đẩy hashtag Lucas Out trở thành xu hướng và cơn giận dữ của người hâm mộ càng bùng phát khi nhiều bằng chứng chống lại Lucas được đưa ra ánh sáng. Vụ bê bối xảy ra ngay trước khi việc phát hành bài hát Salapano của anh và người bạn cùng nhóm Hendery. Nay bài hát này đã bị hoãn lại vô thời hạn và Lucas đã tạm ngừng hoạt động kể từ đó. Arin Red Velvet. Khi một biên tập viên thời trang đình đám cáo buộc một thành viên nhóm nhạc nữ đã đối xử tệ bạc và lạm dụng quyền lực ở nơi làm việc, cộng đồng người hâm mộ K-pop đã nhanh chóng đoán được người được đề cập đến là Arin Red Velvet. Mặc dù Arin đã thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc. Không ít dân mạng yêu cầu Arin rời nhóm vì scandal xúc phạm biên tập viên thời trang của cô quá nghiêm trọng. Công ty SM Entertainment thông báo rằng Arin đã đích thân gặp và xin lỗi biên tập viên Kan Kuk Hwa và thừa nhận hành vi và thái độ không đúng mực. Cô tạm ngưng hoạt động gần một năm trước khi tái gia nhập nhóm trong lần trở lại mới nhất vào tháng 8 năm 2021.